Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Dư Hùng Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2020 Thưa quý vị, từ khi Thủ tướng Shinzo Abe nước Nhật tuyên bố từ chức vào cuối tháng 8 năm 2020 vì lý do sức khỏe thì chính trường của nước Nhật cũng dấy lên nhiều xáo trộn Nhất là câu hỏi có phải thủ tướng Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe hay còn vì lý do nào khác. Chúng ta thấy rằng là có một vị mà ra tranh cử chức thủ tướng là từng là bộ trưởng, cựu bộ trưởng Bộ ngoại giao của của ông thủ tướng Shinzo Abe. Đó là ông Fumio Kishida. Ông này sinh năm 1957 thưa quý vị. Ông cũng được nổi danh và ông được đảng của ông là đảng Liberal Democratic Party, Liberal Democratic Party viết tắt là LDP, tức là đảng dân chủ cấp tiến của nước Nhật mà trong đó chiếm đa số ở hạ viện mà thủ tướng Shinzo Abe là lãnh tụ. Thế khi mà thủ tướng Shinzo Abe lấy lý do là sức khỏe từ chức đó thì chính trường của nước Nhật xáo trộn lên khi mà ông thủ ông cựu bộ trưởng bộ ngoại giao Fumio Kishida là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vụ thủ tướng đó thì xuất hiện một cái tấm hình là ông đang ngồi ăn và người vợ của ông mặc cái áo gần giống như là người hầu thì dư luận của nước Nhật bất mãn vô cùng với hành động đó của ông cựu thủ tướng Fumio, thì họ cho rằng là ông cựu thủ tướng ông cựu bộ trưởng bộ ngoại giao Fumio Kishida, đó, thưa quý vị là có tính cách, à, có tính cách gọi là gia trưởng, <laughs> nhưng mà ở bên Nhật và nhiều quốc gia châu Á thưa quý vị cái cảnh gia trưởng nó còn thịnh hành lắm những người mà ở tây phương hay là người mỹ mà chỉ trích rồi để có những cái dư luận xáo trộn bên nhật đó, thì chuyện đó chuyện bình thường tức là nói rằng là ông Fumo, Fumio kishida đó là gia trưởng như bây giờ đó thì chưa chắc có một vị mới ai gia trưởng hơn ai bề ngoài rất là xùi xòa nhưng chưa chắc hôm qua thưa quý vị của bên Nhật ấy, thì đã có là một vị thủ tướng mới rồi đó là ông Yoshihide Suga Yoshihide Suga ông này đó là sinh năm 1948 đã 72 tuổi ông cũng ở trong đảng Liberal Democratic Party tức là đảng Dân Chủ cấp tiến bên ngoài ông rất là xề xòa tại vì một ngày đó thưa quý vị ông đi ngoại giao đó ông đi ăn sáng ăn trưa ăn tối mà mỗi lần ông đi ăn như vậy nó không phải chỉ một ngày ông đi ba bữa đâu ông đi có nhiều bữa có nhiều khi ông đi một bữa tối ông đi tới ba bốn bữa tối ông đi ông ăn nhưng mà đó, ông không bao giờ say đối với quý vị biết bí quyết của ông không bao giờ say là gì không bí quyết của ông không bao giờ say hỏi anh quan trường á không bao giờ uống bia uống rượu không bao giờ say tới ăn thì ăn cho qua loa có lấy lệ thôi chứ không phải là để ăn thiệt một ngày ông đi như vậy là rất nhiều bữa thì sao ông ăn được nhưng là ông ăn qua loa lấy lệ ông tới đó ông rất xuề xòa để ông tìm hiểu và ông này nọ nhưng mà đây là nhân vật chưa có vậy mà không phải đơn giản vậy vì cứ tưởng rằng ông sẽ là người hiền lành nhưng mà chưa chắc Ông là một người có rất là thủ đoạn chính trị rất cao thưa quý vị Theo tờ The Daily Beast Hôm nay đó thì họ ra ngày 15 tháng 9 là hôm nay đó Do ông ký giả Jack Elderson viết Elderson thì Ông tân bộ tân thủ tướng Yoshi Hidesuga là một người bề ngoài rất là hiền lành khỏe mạnh tại vì ông tập thể dục một ngày ông hít đất mấy trăm cái cũng có nữa ông ở trong một cái thể lực rất là khỏe giàu 72 tuổi nhưng mà ông là một người họ nói rằng là họ dùng cái danh từ thể nói là họ dùng cái danh từ cũng khá nặng đối với ông là a freak control freak freak cái tức là tôi không biết dịch sang tiếng Việt Nam như thế nào nhưng mà là thí dụ như quý vị thấy là một cái người mà giỏi quá đó mà đi học đó, thì nó gọi là is a freak là cái tên đó nó giỏi lắm nhưng mà nó cũng kỳ dị lắm một một người giỏi kỳ dị nó mình dùng cái danh từ cái như là freak là một người rất giỏi và kỳ dị có nhiều cái cái cái, cái lập dị lắm control freak control nó là một người mà ông nhưng mà ổng ổng rất là tự chủ ổng tự chủ ghê gớm lắm rồi ổng còn vì ổng tự chủ như vậy cho nên là bên phía của ký giả uh, ký giả check Adenstein ông có nói rằng là ông này á dùng cái danh từ của Việt Nam là giống như là một quản gia ông là người cánh tay phải cánh tay mặt của ông Shinzo Abe và đây tôi chỉ nói theo cái khuynh hướng của ông ký giả này thôi rồi tôi sẽ có cái nhận định của tôi sau theo ký giả trên Einstein đó thưa quý vị thì ông Tân Thủ tướng là cánh tay mặt của cựu thủ tướng Shinzo Abe, ông là ông Yoshihide Suga. Và theo lời tường trình của ông ký giả này đó, thì nếu không có ông Yoshihide Suga thì cựu thủ tướng Shinzo Abe đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Đã bỏ cuộc không phải là kỳ này mà từ rất là nhiều năm trước. Từ những cái năm mà gọi là 2017 khi mà ông thủ tướng Shinzo Abe lần đó cũng nói là vì bị bệnh, vì bị bệnh đau bụng, vì bị này nọ trứng đau dạ dày vân vân, thì ông đã từ chức lần thứ nhất. Nhưng mà đó cái từ chức đó nó cũng có những cái nguyên nhân sâu xa giống như lần thứ hai là từ chức kỳ này lấy là bị bệnh. Nhưng mà thực chất ở trong đó là ông Suga đã bao che, đã làm nhiều cái màn ảo thuật Để chạy tội Tham nhũng và hối lộ của những quan chức Ở trong đảng dân chủ cấp tiên Cái khả năng gọi là đạo diễn đó Của ông Suga rất là cao Nên ông mới xuề xòa Ông đi tham dự hết tất cả các cái bữa tiệc Hầu như bữa tiệc nào cũng có mặt ông Những bữa tiệc quan trọng Nhưng mà bí mật kỹ thuật cao của ông là không ăn chỉ có nhấp nhấp vậy thôi nhấp đồ ăn chút xíu vậy cho nên là ông giữ cái thể lực ông rất tốt không uống không uống rượu ai say thì say cho ông nhất định không say là vì theo ông ký giả này là ông Tân Thủ tướng Suga là một người có một mục tiêu là bằng mọi giá là phải có quyền lực nên là cái kỳ mà ông thủ tướng Shinzo Abe từ chức năm 2017 thì cũng chính ông Yuga là một người đã đi tìm bằng mọi cách tạo những cái thế liên minh với các lực lượng cánh hữu như là nhóm Shintoccult, nhóm Nippon Kaigi để mà họ cùng liên minh với đảng dân chủ cấp tiến để quay trở lại đưa ông Shinzo Abe lên lại ghế quyền lực. Nên nếu không có ông Suga thì ông Shinzo Abe đã bỏ cuộc từ lâu và đảng dân chủ cấp tiến không nắm quyền lực từ năm 2007. À, và đó là khi mà quay trở lại quyền lực thì ông Suga nắm chức vụ là bộ trưởng bộ truyền thông bộ trưởng bộ truyền thông cho nên là ông có những cái cách mà ông chinh phục được quần chúng và ông giấu những tin tức rất là hay rồi tức là bây giờ đang là bề mặt á, thì ông đi ông nói chuyện với quần chúng nói rất là hay về trong á, thì ông đi ăn cơm tối ăn cơm sáng ăn cơm trưa vân vân với các chính khách không bao giờ say để làm sao á, là cái con thôi nối kết lại và mua chuộc cũng như là chặn đứng tất cả những cái gì đó mà ông cho rằng nguy hiểm đến với đảng dân chủ cấp tiến hoặc là đến với ông sếp của ông là ông cựu thủ tướng Shinzo Abe đó, cho nên nên là họ mới nói rằng là ông Suga là một nhân vật xuất thân từ gia một gia đình nông dân từ gia đình nông dân nhưng mà ông đi lên từng bước căn bản và ông là một người chịu khó và vì vậy cho nên ở trong cái vai trò là bộ trưởng bộ thông tin thôi nhưng là chỉ cần có một cái hình ảnh của ông cựu bộ trưởng bộ ngoại giao là ông Yoshihide Suga chỉ cần cái hình ảnh người vợ đứng khúm đúng trước cái bàn ăn của ông Yoshihide Suga thì ông yohishida cựu bộ trưởng bộ ngoại giao không, không cạnh tranh nổi với ông sugar như vậy là cái gọi là cao thủ võ lâm cái ngón tay chính trị của ông sugar rất cao thưa quý vị ông yohishida yoshihide sugar thưa quý vị bề ngoài rất là nhẹ nhàng nhưng mà theo đánh giá như tôi đã nói rằng là một ký giả của The Daily Beast thì ông Yoshihide Suga tức là bề ngoài là rất là ngọt ngào hiền lành nhưng bề trong rất là thủ đoạn và cứng rắn thì theo ông ký giả này đó thì ông có nói rằng là trên là ông Yoshida Suga đó là một người ước mơ cho một đảng ước mơ nhưng nên đóng vai trò chỉ trong vai trò mà vai trò đó là thành công xuất sắc đó là vai trò quản gia mà thôi ông Jack understand là nhận định như vậy Jack Anderson nhận định là ông tân thủ tướng suga chỉ nên ở trong vai trò của một quản gia, vì quản gia thì có cái nhiệm vụ làm sạch những cái gì mà cần phải làm sạch. À, trung thành, ông Yohishida suga là một người trung thành với sếp trên đúng, ông trung thành không ạ? Ông với ông shinzo abe giữ lắm, trung thành và ông tận tụy trong chức vụ của ông đúng là một quản gia nhưng một quản gia không thể nào là một chủ nhân đó là nhận định của ông Einstein là một chủ gia không nên là một chủ nhân vì một chủ nhân ứng xử sẽ khác đức tính của một quản gia đem áp dụng cho một chủ nhân thì nó sẽ quật ngược lại ông đó là ông ký giả Einstein nhận định như vậy Thưa quý vị đó là nhận định của ông ký giả Einstein Còn bây giờ cái 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 nhận định của tôi như thế nào về ông tân thủ tướng này Và sẽ làm như thế nào Bây giờ đó là trước tiên á, thì tôi xin nói rằng là ông sinh ngày mùng 6 tháng 12 năm 1948 Ông từ còn nhỏ thôi thưa quý vị là ông là một người siêng năng cần cù Ông rất siêng năng cần cù gia đình của ông ấy là một nông dân trồng trồng trái trí dâu strawberry đó thưa quý vị trái dâu ở tại ogachi bây giờ đó là được thuộc tỉnh yusawa tỉnh yusawa và khi mà ông ăn học ông chịu khó lắm rồi sau đó là ông sớm đi vào chính trị từ hồi năm ông còn trẻ đó thì vào rồi năm ông ba mươi ba mươi ba mươi tuổi ba mươi mấy tuổi thì ông được bầu vào chức nghị viên của thành phố cảng là thành phố yokohama tức là một thành phố cạnh bên phía của tokyo thưa quý vị rồi từ đó đó thì ông ông làm quen với ông shinzo abe và ông trở thành là một cánh tay mặt của ông shinzo abe là đúng ông rất trung thành tận tụy với ông shinzo abe cuộc đời của ông, sự nghiệp chính trị của ông là gắn liền với ông um, Shinzo Abe. Ông Shinzo Abe lên thì ông lên, ông Shinzo Abe xuống thì ông xuống. Nhưng mà ông cũng là người đạo diễn để giữ quyền lực cho ông Shinzo Abe. Khi mà ông Shinzo Abe buồn hay là bị cái gì đó mà thất sủng hoặc là cái gì mà suy sụp, thì ông là người lúc nào cũng ở bên cạnh ông Shinzo Abe trong mọi tình huống. Đúng là một người tận tụy, hy sinh cho chủ. Và rồi đó là ông được, ông Shinzo Abe từ năm 2012, cử ông là coi như là tránh văn phòng cho ông Shinzo Abe và là bộ trưởng bộ thông tin cho ông Shinzo Abe. Trong cái vai trò tránh văn phòng của ông Shinzo Abe đó, là ông tức là một người fixer tức là một người sửa chữa tất cả những sai lầm của ông Shinzo Abe và sửa chữa tất cả những sai lầm cho đảng dân chủ cấp tiến có gì đó thì ông bao che rất hay như tôi đã nói rồi là ông ký giả Adenstein của tờ báo The Daily Beast ông cũng nhận định giống như vậy đó là ông rất tận tụy một ngày đó là ông giữ giờ giấc rất tỉ lưỡng, tập thể dục, ăn uống điều độ, không có uống bia uống rượu. Đi lê la các nơi. Rất hay. Đó là nhân vật này. Thì bây giờ đó thì cái cuộc đời của ông bây giờ ông đã được các đảng viên của đảng Dân Chủ cấp tiến bầu cho ông lên cái chức lãnh đạo mà ở Hạ Viện tại cái tại nước Nhật á thì ai đảng nào nắm đa số thì coi như đề cử thì ông được đề cử làm thủ tướng, ông là tân thủ tướng của nước Nhật. Vậy thì cái nhận định của tôi á, nó có giống với cái nhận định của ký giả Adenstein hay không? Thưa quý vị, tôi nhận định khác với ông Adenstein chút. Ông Adenstein ông nhận định nó chỉ là cái vai trò nên ở trong một cái chức quản gia mà thôi, trong đảng không nên bước ra chính phủ, không? vì lãnh đạo của một nước và một đảng cái gì nó khác, đó là nhận định của ông Einstein. Nhưng tôi là nhận định khác, tôi cho rằng là một lãnh đạo của một quốc gia là cần có cái sự cần kiệm, cần kiệm, cần mẫn làm việc, tiết kiệm trong công việc, biết tranh đấu cho quyền lợi của quốc gia biết tranh đấu cho quyền lợi của quốc gia nên ông suga đắc cử làm thủ tướng thì tôi cho rằng nước nhật có một lãnh đạo tốt vì ông đi từ một nông dân đi lên ông biết được cái quá trình đó ông biết gần là khóa lấp những cái sự sai phạm của lãnh đạo như là ông shinzo bây là lãnh đạo và ông biết che đậy những cái chuyện dơ bẩn của đảng dân chủ cấp tiến thì ông cũng sẽ giúp cho nước Nhật tức là ông là sẽ là một người đầy tớ trung thành với nước Nhật đối với tôi là nghĩ như vậy ông sẽ là một người đầy tớ trung thành với nước Nhật và ông sẽ che lấp được với cái khả năng của ông là ông che đậy những cái yếu kém của nước Nhật nhưng mà đó cũng chỉ là một khía cạnh cái quan tâm của tôi đó là cái tâm của ông thật sự cho nước Nhật hay không hay ông sẽ là quay trở lại chỉ là vì quyền lợi cá nhân như vậy là đối với tôi ông Suga đó ông sẽ đứng hai cái ngã hai ngã ba đây thì ông sẽ phải chọn một trong cái mà vì nếu mà ông mà gọi là toàn tâm toàn lực cho đất nước nhật đó, thì người ta có thể quên đi cái quá khứ là che lấp những cái tội lỗi của đảng dân chủ cấp tiến trong vấn đề tham nhũng còn nếu ông chỉ vì quyền lợi đó khi mà ông thấy có cái gì đó ông sẽ tay nhúng chào một chút thì ông sẽ bị cái đòn đó nó quật ngược lại ông. Và như vậy thì ông sẽ không làm thủ tướng lâu được. Giống như xếp trên của ông là ông Shinzo Abe. Không thể lâu được. Có vậy chứ mà ông có cơ hội. Rõ ràng là ông có cơ hội. Nhưng mà cơ hội đó chỉ được lâu dài. Nếu mà ông thực sự có tâm trong sáng cho đất nước Nhật chứ không phải vì quyền lực và quyền lợi của riêng ông. Tại vì đó hiện nay như vậy là ông có quá nhiều kẻ thù. Mặc dù ông rất là xuề xòa ông biết là nhưng mà cũng quá nhiều kẻ thù. Ông ra chiến trường như vậy đó là người ta cũng hiểu được cái bản chất của ông rồi. Ngay cả ký giả Einstein là một người nước ngoài, họ cũng biết được tính khí của ông như vậy. Và họ biết rằng là nếu mà ông không khéo á, thì những kẻ thù của ông sẽ moi lại những cái chuyện cũ mà ông che đậy. Cái việc làm của ông Shinzo Abe là đã gật đầu hay là nhắm mắt làm ngơ cho cái nạn tệ nạn tham nhũng và hối lộ ở ngay trong đảng dân chủ cấp tiến. Họ sẽ moi những cái chuyện đó ra để họ quật ông ngã gục. Nên trong những ngày tháng tới đó, nếu tâm ông trong sáng cho đất nước và ông tìm cách là ông thăng bằng quyền lực thì ông có thể giữ được lâu. Qua cái nhiệm kỳ còn lại của ông Shinzo Abe. Còn nếu không á, thì ông sẽ bay sau cái nhiệm kỳ mà còn lại này. Chỉ có 2-3 năm nữa thì ông sẽ phải bay. Rất là uổng. Đó là góc nhìn của tôi về vấn đề tân thủ tướng của nước Nhật là ông Suga. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Như Hùng chiều ngày 15 tháng 9 năm 2020. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình ngày mai.